Xem tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 tháng 2 âm lịch năm 2022, được lộc trời cho, giàu sang phú quý nếu biết trước điều này. Vâng, xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Ất Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác. Điều đó thì đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ, thì những gia chủ tuổi Ất Dậu vẫn luôn giàu lòng vị tha và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác. Cũng chính nhờ lòng tốt, luôn giúp đỡ người khác của bản mệnh mà ông trời đã ưu ái riêng cho tuổi Ất Dậu trong tháng 2 âm lịch này. Trong tháng 2 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xui chèo, mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, vận cát nhiều hơn hung. Sự nghiệp thì luôn luôn được thuận buồm xuôi gió, tài lộc luôn kéo về đề nhà, tiền đến mỏi tay không hết. Vậy thì trong tháng 2 năm 2022 thì vận trình của người tuổi Ất Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước, dưới suối. Người tuổi này bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt thành. Họ rất thành thực, cơ trí nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ và hoàn thành được chí lớn. Đây cũng chính là mẫu người đa mưu, túc trí, giàu tham vọng. Song con đường họ đi luôn quang minh chính đại, không lươn lẹo hay làm việc xấu xa. Tuy nhiên người này có tính tình thất thường, nhanh nóng cũng nhanh lạnh. Đây cũng chính là điểm yếu, lấy đi rất nhiều cơ hội của người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Nữ giới Ất Dậu là người giữ chữ tín, giữ bí mật rất tốt. Nhưng thường họ đi phê phán và đánh giá người khác, thẳng tính nên hay làm mất lòng những người khác, bị gièm pha và nói xấu sau lưng. Nam giới Ất Dậu có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau. Vì vậy nên họ luôn cố gắng trong công việc. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Họ thích khen ngợi người khác và cũng luôn muốn được người khác khen ngợi. Tuy nhiên, tính cách cố chấp, không chịu lắng nghe lời khuyên bảo, đóng góp của mọi người nên cũng nhiều phen lận đận. Xem tử vi tháng 2 năm 2022 âm lịch của người tuổi Dậu, đây sẽ là một tháng có hung tinh, xung chiếu, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn tiêu cực với bản mệnh. Chỉ cần bạn duy trì được tinh thần lạc quan, luôn nhìn về phía trước thì dù biến động lớn cỡ nào cũng không quá đáng lo ngại. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều về tiền. Tuy nhiên, sẽ xảy ra một vài tranh cãi nhỏ với người trong nhà. Bản mệnh cần phải chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề của mình gặp phải, rồi sau đó mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tình hình sức khỏe cũng không thể chủ quan lơ là. Bạn nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp quý âm thủy nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Ất Dậu cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho bản thân chịu tổn thương. Các bác cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Ở độ tuổi này, gia chủ không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực. Với những ai vui thú điền viên, vừa tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai thì nên duy trì đều đặn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài, được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để có thể mang lại may mắn, bình an. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa.
Vì thế người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi năm Nhâm Dần thấy rằng sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch suy giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian để chăm lo cho bản thân. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Do tuổi khá cao, bản mệnh nên thận trọng khi đi lại, dịch chuyển, hạn chế tình trạng bị té ngã, va quệt xe cộ hoặc vấp vào đồ dùng trong gia đình. Những người có tiền sử bệnh xương khớp không nên đi đến những môi trường ẩm ướt. Mùa lạnh thì quý mệnh chủ nên chú ý giữ ấm cơ thể, tránh khiến bệnh tình trở nặng hơn. Các quý gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ trong tháng của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung. Đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn, ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình trở nên căng thẳng. Tháng này, bạn phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình luôn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian để lòng vòng trong đó. Tốt hơn hết, bạn nên thư giãn và để cho con cái của mình ở đó, sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người làm cha, làm mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái của mình và cho chính bạn. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt lành đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc.
ngày âm lịch, ngày 26 tháng 2 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 2 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết rằng mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt lên. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.